Hôm nay bên mình đang làm video clip test và giới thiệu với tất cả quý vị các bạn một chiếc lọc xì Eco-M bãi Hàn Quốc có thương hiệu là Kim Dung và Ever. Thì hai chiếc này nó chỉ khác về thương hiệu thôi, còn đâu về cấu tạo máy thì nó tương đối là giống nhau. Đây là chiếc lọc xì mặt phay nhôm nhé, thiết kế làm 32 cần chia làm hai vế, mỗi vế 15 cần gạt và một cần gạt tổng tổng lever nhé. Mình có thể làm một chiếc rè luôn. Thì chiếc này nắp cùng một cục đẩy là rất là vừa nhé và đẹp, nhất là có những bạn nào có cục đẩy dùng cục đẩy mặt phay nhôm trắng ấy, và kết hợp với cùng một con quân vang vang mặt trắng nữa, quá ok luôn. Hiện tại mình đã tháo một chiếc và đây là nội thất của chiếc máy xe quay lọc xì. Đấy, trên các nguyên vỉ đều có dập chữ DS đỏ nhé, DS đỏ đó. Giống như con Jaguar 203 3 mã và 506XG 506N nhé, nguồn rất lớn này. Mặt đằng trước này có một công tắc nguồn này. Và đây là một vế chính này, và đây là lever tổng. Thì cũng gồm có ba giải bát, trung và tép. Giải tép của nó cao nhất là 16 kHz và giải bát xuống thấp là 25 kHz nhé. Thì trước này mình có thể kết hợp với cùng một cục đẩy này và một cái vang số. Chiếc xe quay này mình sẽ lắp sau một chiếc vang số, thì mình sẽ lấy tác dụng là vừa lọc tiếng vừa lọc nhạc, như là một chiếc nâng tiếng luôn nhá. Bây giờ mình sẽ quay cái mặt đằng sau này. Trên cùng là chiếc Ever. Thông số kỹ thuật điện 220V và công suất là 6W. Tại vì dòng này nó không có đèn nháy nên là watt nó không sử dụng nhiều như là những cái dòng có đèn nháy, nhưng mà tiếng nhạc nó kích lên rất là lớn. Và chiếc Kim Dung cũng chỉ số cũng như vậy nhá. Chiếc Kim Dung thì cái màu nó là sơn 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 ghi tối, còn chiếc Ever nó là màu đen. Về mặt cổng sau thì nó cũng có hai đường vào, một đường là rắc 6 ni nhé, và một đường là rắc AV hoa sen này, có một đường vào và đường ra nhé. À, bây giờ mình sẽ test một chút nha. Tín hiệu đánh mình đánh tín hiệu từ máy tính xuống nhé. Hiện tại là mình đang ngắt quay nhá, ngắt quay là đèn nó không lên này. Và cần cắt tổng này mình đã gạt được không nhá. Mình đang chỉnh cái vế bên kia nha.
Quay lọc xì này hiện tại thì mình còn 8 chiếc nha, 8 chiếc nha. Đây test tạm 3 chiếc thôi. Đấy. Còn đâu cái dòng không có tai là liver này còn rất nhiều nha. Dòng này lắp cùng với lại âm ni Jaguar Hàn Quốc. Là thành một cái size rất đẹp luôn nha. Lọc tiếng hay. Lọc xì ngoại Hàn Quốc thì lọc tiếng nó sạch sẽ mà nó hay, mà sóng nó kích tiếng lên cũng rất là mạnh nhá. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhá. Bên mình có ship hàng toàn quốc đó. Xin chào và hẹn gặp lại tại video clip tiếp theo nhé.